Liên quan đến vụ 8 người tử vong khi chạy thận ở Hòa Bình, đã có thêm những chứng cứ mới có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Chứng cứ mới cho thấy là đã có biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa của phòng vật tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với điều dưỡng của đơn nguyên chạy thận. Luật sư Trần Hồng Phúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, một trong số các luật sư bào chữa cho bị can Hoàng Công Lương cho biết, hiện nay bác sĩ Lương đã thu thập được một số tài liệu có giá trị chứng cứ, trong đó có biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa ngày 28 tháng 5 năm 2017 để giao nộp cho tòa án. Theo đó thì biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa được thực hiện giữa đại diện phòng vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện là Trần Văn Sơn với điều dưỡng đơn nguyên chạy thận nhân tạo Đỗ Thị Điệp vào hồi 19 giờ ngày 28 tháng 5. Vụ tai biến xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 5. Điều đáng lưu tâm là tại biên bản ghi rõ nội dung, căn cứ vào biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa vào hồi 18h35 phút ngày 28 tháng 5 giữa phòng vật tư và công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn. Điều này cho thấy là trước khi bàn giao hoàn trả hệ thống RO số 2 đã sửa chữa xong cho đơn nguyên thận nhân tạo sử dụng thì đã có biên bản bàn giao của đại diện công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn với đại diện phòng vật tư thiết bị y tế Trần Văn Sơn. Hiện các luật sư vẫn đang thu thập thêm chứng cứ.